trên con dừa 6 carbon khổng lồ nha các bạn. Con dừa tới 6 mét luôn, cổng bộ 6 nhôm 3 quả. Con lần đầu tiên nó sang lên rồi các bạn. Con dừa 6 Ma Phượng 6 mét. Xa xa là anh Hải với anh Tuấn đang phải hai người kéo rồi các bạn. Xa quá mình không thấy được. Hai anh kéo mới nổi con dừa to khổng lồ này. Xa quá.